thực hiện giờ thánh ca dâng Chúa đời con xin thân ái kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong ngày cung hiến linh đài Đức Mẹ La Vang tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, chúng ta thấy có sự hiện diện của nhiều linh mục, Đức Giám mục và Đức Hồng y Mahoney. Nói về tước vị Hồng y thì Giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta đến nay đã có 6 vị giám mục được phong tước Hồng y. Vị đầu tiên là Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê và người gần nhất được vinh thăng là Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ thêm với quý vị về vị Hồng y thứ 6 này. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, Kim Thúy mời quý vị cùng hiệp ý với Thùy Linh trong nhạc phẩm Chỉ có một Chúa, một sáng tác của linh mục Thành Tâm. Kim Thúy mời quý vị. Chỉ có một Chúa, một đấng tin, một phép rửa. Chỉ có một Chúa, người là Cha, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người và trong mọi người. Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa với Thùy Linh trong nhạc phẩm Chỉ có một Chúa, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm. Vâng, thưa quý vị, trong Giáo hội Công giáo, tước hiệu Hồng y không phải là một chức thánh nhưng là một danh hiệu cao quý, giữ vai trò quan trọng trong đời sống giáo hội. Trong đó có việc được tham gia vào mật viện để bầu giáo hoàng. Các Hồng y là những cộng sự gần gũi nhất của Đức Giáo hoàng trong việc dẫn dắt Giáo hội Hoàn vũ. Việt Nam chúng ta có đến 6 vị Hồng y. Vị Hồng y thứ 6 của Việt Nam là Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, sinh trưởng tại Đà Lạt. Ngài sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938, được thụ phong thiên chức linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 tại Đà Lạt và được Đức Giáo hoàng Phanxicô vinh thăng Hồng y ngày 14 tháng 2 năm 2015. Acipe anulum de mano Petri
et nobilis dilectione principis apostolorum, dilectione in tua nerga ecclesia roborare. Ad onore Dei omnipotentis ex santorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sancti Domine Apostoli, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Thưa quý vị, trước khi được Tòa Thánh bổ nhiệm đến Tòa Giám mục Hà Nội, Cha Nhơn được biết đến là một vị linh mục hiền hòa, cởi mở, đã gắn liền cuộc đời linh mục của cha với Đà Lạt, từ chức vụ giáo sư, rồi đến giám đốc chủng viện Minh Hòa, Đà Lạt, đến chánh xứ nhà thờ chính tòa Đà Lạt và là linh mục tổng đại diện giáo phận Đà Lạt. Ngày 11 tháng 10 năm 1991, Tòa Thánh bổ nhiệm Ngài làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt. Đến năm 1994, cha kế nhiệm chức giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt. Khẩu hiệu giám mục của Ngài là Ngài phải lớn lên. Và cùng với khẩu hiệu này, trong chương trình Thánh ca hôm nay, Kim Thúy xin gửi đến quý vị sáng tác của nhạc sĩ Thế Thông, Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại, qua tiếng hát và tiếng đàn của hai người con giáo xứ chánh tòa Đà Lạt, Thùy Linh và Phương Lan. Kim Thúy mời quý vị cùng hiệp ý. Chúa mời gọi để tôi biết sâu yêu thương. Chúa kêu mời để tôi không lo lạc hướng. Ngài dạy tôi sống khiêm nhường. Ngài dạy tôi biết can trường, bước theo mẫu gương của Thầy Chi Thánh. Phải được lớn lên, còn tôi bé nhỏ đi thôi. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé đi. Tôi là đầy tớ vô dụng, chỉ là đầy tớ bất tài, thầm tự trên vai vững vàng bên. Phải được lớn lên, còn tôi bé nhỏ đi thôi. Ngài cần phải được lớn lên, còn tôi bé đi. Bóng cây thầm xa bên đời, tựa nương tình Chúa cao vời, hồn tôi an vui đi về. Tựa nơi
Quý vị, Thùy Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Thông. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Trở lại với giờ thánh ca Dâng Chúa Đời Con, thưa quý vị, chúng tôi không dám lạm bàn về những hồng ân, về công việc lẫn những trách nhiệm nặng nề mà các vị mục tử nói chung và Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn nói riêng phải gánh vác. Chúng tôi chỉ xin chia sẻ ít thông tin hay hay về Ngài, chẳng hạn như tấm hình Ngài chụp với các tiểu chủng sinh cách đây đã hơn 50 năm được Anton Đỗ TV đề cập đến. Kim Thúy mời quý vị theo dõi. Ngày hôm nay chúng ta cùng nghe bài viết Bức ảnh tiên tri, một hồng y, hai giám mục Việt Nam. Có những bức ảnh chụp một cách vô tình, nhưng khi trải qua thời gian lịch sử, khiến người xem lại ảnh cảm thấy giật mình vì những điều trùng hợp khó tin mà không ai có thể giải thích nổi. Bức ảnh trên được chụp tại tiệm chụp hình Lợi Ký, thành phố Đà Lạt năm 1956. Người đứng là một tiểu chủng sinh đang học lớp đầu tiên. Ngài là Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Điều kỳ lạ ở đây là Ngài đặt tay trên vai của hai trong số năm em ngồi đang chuẩn bị bước vào tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, niên khóa từ năm 1956 đến năm 1957, mà sau này là Đức Tổng Giám mục Sài Gòn Cha Phaolô Bùi Văn Đọc và Giám mục Giuse Võ Đức Minh, giáo phận Nha Trang. Bức ảnh trên chỉ được chú ý tới khi ngày 8 tháng 11 năm 2005, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI bổ nhiệm Cha Tổng Đại diện Giuse Võ Đức Minh làm Giám mục. Từ đây, vị Giám mục thứ 5 xuất hiện từ giáo phận Đà Lạt, cụ thể là Đức Cha Giacobbe Nguyễn Văn Mầu, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc và Đức Cha Giuse Võ Đức Minh. Nhưng trong số đó có 3 vị sinh trưởng và được giáo dục tại chính Đà Lạt. Thời gian thụ phong giám mục của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc là ngày 26 tháng 3 năm 1999, khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho, và Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
là ngày 11 tháng 10 năm 1991, khi tòa thánh loan tin giáo hoàng đã tuyển chọn linh mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm giám mục. Bức ảnh sau 50 năm, người đứng chính là Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hai em ngồi, vai được đặt tay, là Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, cha Phêrô Bùi Văn Đọc, tay trái, nay là Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Nha Trang. Ba người còn lại nay sống giữa đời là những giáo dân đạo đức và rất thành công trong cuộc sống. Bức ảnh trên có thể xuất hiện hai Hồng Y nếu như không có sự ra đi đột ngột của Đức Tổng Giám mục Phêrô Bùi Văn Đọc. Đối với Thiên Chúa, Ngài thường chọn hay làm những việc mà suy nghĩ của con người không thể thấu suốt được. Một bức ảnh tưởng chừng như đơn giản mà lại ẩn chứa một sức mạnh của ba giám mục lãnh đạo con thuyền đức tin của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Amen. Lạy Thầy cho con đi theo, dù trở về thành phố đam mê, đường dài bao châu bao gai, cho ngày mai khuất bóng tương lai. Lạy Thầy cho con đi theo, dù thuyền đời con đã buồn neo, bên xa mơ chẳng có nước mơ, dấu chân mệt nhoài Chúa luôn chờ đưa con đi. Lạy Thầy con xin ra khơi, sau biển đời sóng gió chơi vơi. Lạy Thầy con xin ra khơi, trong một đêm bão tố ướt mềm. Lạy Thầy xin luôn bên con, mắt trông mòn con khép đôi mi, giấc mơ đời lại là Chúa thôi, dẫu con lạc lối Chúa luôn cùng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lời thầy, thầy đã biến con yêu thầy, yêu suốt cuộc đời, dù dù vẫn yêu đuối chưa bao người thầy còn con chuối, vì thầy, thầy đã biến con yêu thầy hơn chính con thôi, nên thầy vẫn cho con thầy. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 4 năm 2018, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tròn 80 tuổi, nghĩa là Ngài sẽ không còn quyền tham dự mật viện. Đến cuối năm 2018, Tòa Thánh chấp thuận đơn từ nhiệm vai trò Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội của Ngài vì lý do tuổi tác, đồng thời chọn Đức Giám mục Giuse Nguyễn Văn Thiên kế nhiệm Ngài. Như vậy, trong 6 vị Hồng Y Việt Nam, chỉ có 2 vị có được tham gia mật viện bầu giáo hoàng. Đó là Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Khuê và Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Thưa quý vị, nhân dịp chúng ta nói về Đức Hồng Y Nhơn và chúng ta đang sống trong năm thánh Thánh Giuse, Kim Thúy xin gửi đến quý vị trích đoạn lời chia sẻ của Ngài trong ngày khai mạc năm thánh tại Giáo phận Sài Gòn. Kim Thúy mời quý vị. Trong cuộc đời của chúng ta, biết bao nhiêu lần Chúa nói với chúng ta, mà vì chúng ta nói nhiều quá cho nên chúng ta không có nghe được lời của Chúa. Thánh Giuse còn nói với chúng ta bằng chính sự vâng phục của mình. Và sự vâng phục của Thánh Giuse có thể nói là được tóm vào hai chữ: nhanh nhẹn và quảng đại. Nhanh nhẹn, nghe, thực hành liền và thực hành một cách triệt để. Chỉ có những người có cái đời sống nội tâm thinh lặng mới có thể có những cái quyết định mạnh mẽ và quan trọng như vậy. Thánh Giuse còn nói với chúng ta và nói với chúng ta rất nhiều qua cái lao động chân tay của Ngài. Một cái lao động rất là khiêm tốn nhưng mà rất là nặng nề. Và nhờ có cái lao động đó mà người ta mới biết được Đấng Cứu Thế chỉ là con của bác thợ mộc. Nội chuyện Thánh Giuse khiêm tốn làm nghề thợ mộc để cho Chúa Giêsu thật sự thực hiện cái chương trình cứu độ. Cho nên nói tóm lại, cuộc đời của Thánh Giuse rất là tối tăm, khiêm tốn, đơn sơ, lao động thinh lặng. Nhưng một cái chữ nhưng rất lớn, cái cuộc đời đó của con người đó không tầm thường tí nào. Anh chị em thử nghĩ, khi Thiên Chúa có cái chương trình cứu độ loài người thì Ngài đã khôn khéo chuẩn bị có một dân riêng. Và để có một dân riêng thì Ngài cũng đã khéo léo chuẩn bị cho có một đấng tổ phụ. Rồi thì từ đấng tổ phụ đó, dọc theo thời gian cả ngàn năm, hết đứa con tới đứa cháu, tiếp nối cái ơn gọi, cái sứ mạng, cái lời kêu gọi của tổ phụ không có dứt đoạn. Và nó kết thúc
ở thánh Giuse. Cả ngàn năm liên tục để đi đến cái cùng đích là phải đi đến với Giuse dòng dõi David, và người ta chỉ nhận được Giêsu là đấng cứu thế khi biết rằng đấng đó sinh ra bởi dòng dõi David. Cho nên nơi con người nhỏ bé đó, một cái định mệnh rất là lớn lao, là cái định mệnh để cho người ta tin rằng cái người thợ mộc ở Nazareth là đấng cứu thế. Chúng ta nếu mà chưa tin về các cái đức tính nhân đức của thánh Giuse, chúng ta có kinh cầu của thánh Giuse 28 lời khẩn xin, anh chị em dừng lại từng điều, không có thừa thải đâu. Nó là cái kinh cầu đã được giáo hội phê chuẩn và nó có từ lâu đời lắm rồi. Vì chúng ta không có dừng lại ở những cái lời khẩn cầu đó, cho nên chúng ta còn chưa tin tưởng, còn xa cách với thánh Giuse. Thưa quý vị, vì thời lượng giờ có hạn, chương trình thánh ca của chúng ta xin được tạm ngừng nơi đây. Hy vọng quý vị vừa có được những giây phút thật an bình và thoải mái. Kim Thúy xin cảm tạ quý vị đã theo dõi và đã luôn ủng hộ chúng tôi. Kính chúc quý vị một đêm an lành và một tuần lễ mới thật hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dâng Chúa Đời Con vào tuần sau.